Hello, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành. Thì em là Phúc với số hotline 0979 77 893. Thì như quý anh chị đã biết thì bên em thì chuyên mua bán và trao đổi những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng, với rất là nhiều dòng xe từ máy xăng, máy dầu, số sàn đến số tự động quý anh chị nhé. Đó, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua xe về sử dụng cho gia đình hoặc là chạy dịch vụ, hoặc là mình có thể mua xe về đi làm ăn hoặc ạ, thì quý anh chị có thể theo dõi và cập nhật những cái video mới nhất của em bằng cách nhấn chuông và nhấn nút đăng ký để đi tiện cập nhật những mẫu xe mới nhất bên em nha. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu cho quý anh chị một con xe rất là chất quý anh chị ạ. Xe này thì là dòng xe Hyundai i20 đời 2009, đăng ký 2010, một chủ đi từ đầu, xe động cơ 1.4 quý chị nhé. Xe được trang bị túi khí an toàn, phanh ABS, màn hình Android, cam hành trình, cảm biến lùi, cửa sổ trời. Ngoài ra được có được đã được dán phim nhiệt chống nóng quý anh chị nhé. Thì hiện nay con xe này thì bên em đang rao bán với giá là 295 triệu, bao quý anh chị rút hồ sơ sang tên công chứng trong ngày cho quý anh chị nhé. Hiện nay xe này thì đang mang biển Thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị ạ. Thì bây giờ em sẽ quay cận cảnh con xe này để cho quý anh chị cảm nhận rõ hơn về con xe này nhé quý anh chị nhé. Xe này thì đảm bảo quý anh chị luôn là chị anh chị nhìn là thích luôn. Xe đã được phủ ceramic quý anh chị nhé. Đó, xe đã được phủ ceramic. Đây, mâm la nhang đúc này quý anh chị này. Đó. Nội thất bên trong này quý anh chị nhá. Nội thất bên trong này thì là ghế da trần nỉ quý anh chị ạ. Đó, ghế da này, trần nỉ này. Đó, có thêm cả cửa sổ trời quý anh chị nhá. Đó. Được trang bị màn hình Android. Đó, mình có thể vào 3G hoặc là lên xem YouTube rồi bản đồ đầy đủ hết quý anh chị nhá. Trang bị hai túi khí. Đó. Được là lót sàn 5D này quý anh chị này. Đó. Sàn mỏng này. Đó, mới tinh luôn quý chị nhá. Đó. Mới tinh luôn quý chị ạ. Đó. Và đây là khoang phía sau của xe này. Đây. Xe này thì một đời chủ đi rất là giữ gìn quý chị nhá. Về ốc bản lề mẹ em quay cho quý chị cảm nhận rõ hơn về con xe này. Đó. Ốc bản lề đang nguyên zin luôn quý chị này. Đó. Tất cả nhá. Ốc ác này nguyên zin luôn này. Đó, đây này. Sơn xi keo chỉ đang còn nguyên zin như quý chị nhé. Đó. Về đằng cốp sau của xe này. Đây. Cốp sau của xe này. Đó. Sơn xi keo chỉ ốc ác đã đang còn nguyên hết quý chị nhé. Xe bên em thì cam kết quý anh chị là xe không có đâm đụng, không ngập nước nhé quý anh chị nhé. Cho quý anh chị chạy thử test thử thoải mái luôn. Đó. Xe không một lỗ nhỏ, quý anh chị về chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Đây. Và bây giờ em sắp mở cái khoang máy cho quý anh chị để quý anh chị cảm nhận rõ về con xe này nhá. Xe này thì động cơ 1.4 nên quý anh chị đi rất là tiết kiệm xăng. Nó chỉ khoảng 6-7 lít trên 100 cây quý anh chị nhá. Đây ạ. Xe này máy thì cực chất luôn quý anh chị ạ. Đảm bảo quý anh chị nhìn cái là quý anh chị thích luôn. Đây quý anh chị này. Đó, xe cực chất. Máy móc là đang còn nguyên hết quý vị nhé. Đó. Đó, em quay từng con ốc một cho quý anh chị để quý anh chị cảm nhận này. Xe chưa có bung gì hết đấy. Máy móc nguyên zin luôn nhỉ. Bình này mới thay quý anh chị nhé. Bình mới thay. Đó. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua xe về để sử dụng cho gia đình hoặc là đi chơi, hoặc là mình có thể mua để là đi làm ăn. Để một cái dòng xe thì máy rất là bền và rất là tiết kiệm nhiên liệu, thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số online 0979 77 893. Em tên là Phúc quý anh chị nhé. Quý anh chị đừng quên đăng ký kênh hoặc nhấn chuông hoặc là kết bạn Zalo với em để tiện cập nhật những mẫu xe mới nhất và những cái dòng xe giá rẻ nhé. Rồi em xin phép dừng video ở đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Và qua đây thì em xin cảm ơn tất cả những anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em và đã mua xe bên em. Rất là nhiều anh chị cũng mua. Nhiều khi còn giới thiệu bạn bè đúng không quý anh chị nhé, rất là nhiều. Rồi em xin chào tất cả quý anh chị, chúc quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào.